Hỏi các hiện quán đầy đắc bao nhiêu quả? Đắc một đắc tất cả 4 quả. Một đắc khi về mãn quả xà mồn, còn lại đều là đắc một vai trò là trợ bạn, là được làm hành dẫn đầu. Hỏi các hiện quán đầy bao nhiêu năng chuyển căn? Đáp trừ 1, còn lại tất cả. Hỏi các hiện quán ấy bao nhiêu năng dẫn phát công đức thủ thắng của các thần thông? Đáp trừ 1, còn lại tất cả. Hỏi từ hiện quán làm nghiệp nào cho đến cứu cánh hiện quán làm nghiệp nào? Đáp từ hiện quán là nghiệp năng sanh tránh hại nhập lấy phẩm thiện pháp thành tịnh, là nghiệp năng sanh hoan hỷ vô tội, là nghiệp năng chuyển tất cả chỗ nghi, là nghiệp năng thú nhập tù công đức, là nghiệp năng dẫn các hiện quán còn lại, là nghiệp năng đến tất cả đường thiện. Tín hiện quán do ý lạc nên là nghiệp năng sanh thắng giải bất động đối với tam bảo, là nghiệp tránh hại thành tịnh, là nghiệp một phần năng đến đường thiện. Giới hiện quán là nghiệp năng giải thoát các khổ đường ác. Hiện quán trí đế hiện quán là nghiệp năng đắc tất cả quả sa môn, là nghiệp năng dẫn phát tất cả công đức thành tịnh, là nghiệp năng dẫn các hiện quán còn lại, là nghiệp năng hỗ trợ khiến cảm quả sáng tịnh và dị thục ở đường thiện. Hiện quán biên trí đế hiện quán là nghiệp năng ở trong tất cả an lập đế, vấn đáp khéo léo, là nghiệp nhanh chóng thông tuệ, là nghiệp năng dẫn hiện quán từ đây về sau. Kiếp cánh hiện quán là nghiệp năng dẫn hiện pháp lạc trú đệ nhất, là nghiệp giải thoát tất cả khổ lớn sanh tử, là nghiệp nhậm trì thân tối hậu. Hỏi từ hiện quán có bao nhiêu chủng cho đến kiếp cánh hiện quán có bao nhiêu chủng? Đáp từ hiện quán có vô lượng chủng, đó là từ khế kinh, từ ứng tụng, từ biến ký biệt cho đến từ phương quảng, từ vị tạc hữu, từ luận nghị pháp, từ khổ tập diệt đạo, từ trần như thật tế pháp giới, từ uẩn xứ giới, từ thành văn thừa, từ đại thừa. Hết thảy dạng như vậy nên biết từ có vô lượng sai biệt. Tín hiện quán cũng có vô lượng chủng, tức là tránh nhớ nghĩ quá khứ có vô lượng tam miệu tam Phật đà cùng pháp kia tăng kia. Vị lai hiện tại cũng tránh nhớ nghĩ như vậy, lại tránh nhớ nghĩ trong thế giới đây cùng 10 phương vô lượng thế giới khác chỗ có như lai cùng pháp kia tăng kia, như tránh nhớ nghĩ có vô lượng như vậy. Thì tín hiện quán về thể phẩm số cũng có vô lượng như vậy. Giới hiện quán cũng có vô lượng chủng, đó là tùy xa điều với chủng tánh tội bất thiện nghiệp đạo, nhiều chủng sai khác. Lại theo sự tương tục cũng có nhiều chủng, đó là từ thân dự lưu cho đến thân A-la-hán, thân độc giác, Bồ Tát Như Lai, vô lượng sai biệt. Hiện quán trí đế hiện quán cũng vô lượng chủng, đó là niệm trụ, tránh loạn, thần túc, căn lực, giác tri, đạo tri, pháp bồ đề phần, vô lượng sai biệt. Như hiện quán trí đế hiện quán thì hiện quán biên trí đế hiện quán và cứu cánh hiện quán cũng vậy. Hỏi các hiện quán đây do sự an lập dành như vậy, là như vậy mà nói là tự tánh kia hay là chẳng phải tự tánh kia? Đáp vì thế tục nên nói là tự tánh kia, vì đệ nhất nghĩa nên nói chẳng phải tự tánh kia. Vì cớ sao? Vì nghĩa tất cả pháp, pháp nghĩ không thể nói đến vậy. Hỏi từ hiện quán có nhân nào quả nào? Như vậy cho đến kiều cảnh hiện quán có nhân nào quả nào? Đáp từ hiện quán đấy Phật xuất thế, thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp, tương tục thành thục, như lý tác ý làm nhân, lấy chỗ tạo tác nghiệp làm quả. Như từ hiện quán tất cả hiện quán khác cũng vậy. Sai biệt ở chỗ tín hiện quán cũng lấy hiện quán khác làm nhân, giới hiện quán cũng vậy. Hiện quán trí đế hiện quán cũng lấy từ hiện quán làm nhân, cũng lấy thiện cảm thuận phần quyết trạch làm nhân, cũng lấy chủng tánh của chính nó làm nhân. Hiện quán biên trí đế hiện quán cũng lấy hiện quán trí đế hiện quán làm nhân. Cứu cánh hiện quán cũng vậy. Hỏi 6 hiện quán, 7 tác ý là tiểu tướng thì 6 hiện quán, nhiếp 7 tác ý hay 7 tác ý nhiếp 6 hiện quán? Đáp 2 hiện quán chẳng phải tác ý nhiếp, 1 hiện quán do tác ý nhiếp lạc nhiếp, 1 hiện quán do tác ý quan sát và tác ý nhiếp lạc nhiếp, 1 hiện quán do tác ý xà lìa, tác ý nhiếp lạc, tác ý gia hạnh cứu cánh nhiếp, 1 hiện quán do tác ý quả gia hạnh cứu cánh nhiếp, tác ý còn lại nên biết hiện quán đẳng điều nhiếp, chẳng phải hiện quán nhiếp, đó là tác ý liễu tướng, tác ý thắng giải. Hỏi hiện quán nào nhiếp trí không ngàn mé và thiện căn thuận phần quyết trạch? Đáp chẳng phải các hiện quán nhiếp nên biết là hiện quán đẳng lưu. Hỏi các từ hiện quán cũng là tín hiện quán ư? Giả sử tín hiện quán cũng là tư hiện quán ư? đáp nên tắc 4 câu, hoặc có từ hiện quán chẳng phải tín hiện quán. Đó là trừ quyết định từ duyên tạm bảo, quyết định từ các duyên còn lại. Hoặc có tín hiện quán chẳng phải từ hiện quán. Đó là tín thành tựu do văn tu duyên tạm bảo, hoặc có từ hiện quán cũng là tín hiện quán. Đó là quyết định từ duyên tạm bảo. Trừ tướng trên là câu thứ tư. Do đạo lý đầy nên biết các hiện quán còn lại cũng tắc 4 câu. Lại có vô lượng đạo lý một hành thuận tiền cú, thuận hậu cú, thuận tứ cú. Nhưng thành văn địa quyết trạch đạo lý cần nên rõ biết. Lại nữa, cấu cùng san hợp lại gọi là san cấu. Do tám chủng cấu uế vẫn được tâm tương tục năng làm chỗ nương tự yên ổn cho san, nên gọi kia là cấu san. Do gọn đạt 8, 1 ở trước không thường xuyên tu tập hạnh huệ thí, ở hiện pháp quý trọng tiền của Phật thực. 2. Rất ái luyến quý trọng thần mạng, không nghĩ có đời sau. 3. Thường cộng trú với người có tánh keo lẫn và học theo thói của kia. 4. Thấy các dụng thí đều không có công đức thù thắng và không tư duy chọn lựa dụng phước. 5. Không thường xuyên tu tập từ bi và không thấy đức thù thắng của kia. 6. Vì luôn có thói quen nghĩ như vậy, làm ra tài bảo thật khó khăn, nên dành lời biếng cùng với giải đãi. 7. Chấp thủ nơi các kiến và cho đó là huệ giả, có tạm nhiễm điều ấy. 8. Mong cầu có được tài bảo để hành huệ thí và hướng đến mong cầu kia. Lại nữa, có 5 chủng hạnh gọi là điều thiện. 1. Hạnh trêu cảm sự giàu sang, tánh thí là sự nghiệp phước. 2. Hạnh trêu cảm đi vào các nẻo thiện, tánh giới là sự nghiệp phước. 3. Hạnh trêu cảm không khổ, tánh tu là sự nghiệp phước. 4. Hạnh trêu cảm nghĩa lợi mình là đạo Thanh Văn Độc Giác. 5. Hạnh trêu cảm nghĩa lợi người là đạo Bồ Tát. Để thành tựu kia nên tu 5 tưởng. 1. Ở trong các dục tu tưởng bất tịnh. 2. Ở nơi thân mạng mình tu tưởng chóng hoại diệt. 3. Ở trong dục giới tu tưởng hãi sợ. 4. Ở trong các hành tu tưởng vô thường. 5. Đối với chúng sanh tu tưởng ái mẫn. Lại nữa, nay giải thích kinh để hồ dụ, ra gọi là Liễu Trì Khế Kinh cho đến Luận Nghị được có 5 tướng. 1. Vì Liễu Trì giả danh. 2. Vì Liễu Trì nhiếp thọ. 3. Vì Liễu Trì thứ lớp. 4. Vì Liễu Trì thánh giáo. 5. Vì Liễu Trì chỗ nương. Liễu Trì giả danh năng rõ biết pháp môn sai biệt, danh tưởng thí thiết. Liễu Trì nhiếp thọ năng rõ biết danh thần cú thần văn thần, do đây tuyên thuyết pháp môn sai biệt. Liễu Trì thứ lớp năng rõ biết sở hữu thứ lớp, từ pháp môn này đến pháp môn kia, từ câu này đến câu kia. Liễu Trì thánh giáo năng rõ biết pháp môn như vậy, do Như Lai sở thuyết, hoặc do đệ tử thuyết, hoặc do người tại gia thuyết, hoặc do người xuất gia thuyết. Liễu Trì chỗ nương năng rõ biết pháp môn như vậy, nương tự lợi mà thuyết, pháp môn như vậy nương lợi tha mà thuyết, pháp môn như vậy cho đến vì lợi ích an lạc trời người mà thuyết. Như vậy gọi là lược do 5 tướng Liễu Trì Khế Kinh cho đến Luận Nghị. Sao gọi là Liễu Trì ngữ nghĩa của kia cũng do 5 tướng. 1. Vì Liễu Trì duyên khỏi. 2. Vì Liễu Trì cú sai biệt. 3. Vì Liễu Trì thứ lớp. 4. Vì Liễu Trì đạo lý. 5. Vì Liễu Trì nghĩa tóm lược. Liễu Trì duyên khởi năng rõ biết ở nơi một phần đối tượng được giáo hóa nên dẫn dạy bằng nghĩa hiền rõ, cho đến ở nơi một phần đối tượng được giáo hóa nên dẫn dạy bằng nghĩa vui mừng. Liễu Trì cú sai biệt năng rõ biết môn sai khác, tướng sai khác, giáo huấn giải thích ngôn từ, phẩm loại sai khác. Liễu Trì thứ lớp năng rõ biết thứ lớp giải thích, thứ lớp thành lập, thứ lớp viên mãn. Liễu Trì đạo lý năng rõ biết 4 chủng đạo lý. 1. Quán đãi đạo lý. 2. Chứng thành đạo lý. 3. Tác dụng đạo lý. 4. Pháp nhĩ đạo lý. Liễu Trì nghĩa tóm lược năng rõ biết đây là lời tương ưng uẩn, đây là lời tương ưng giới xứ duyên khởi, xứ phi xứ chân thật, đây là lời tương ưng niệm trụ cho đến đây là lời tương ưng 8 thánh đạo trì, đây là lời tương ưng nghiệp, đây là lời tương ưng phiền não, đây là lời tương ưng tăng thượng giới học. Lại nữa, sao là biết thời? Do 5 tướng. 1. Vì thông đạt tạp nhiễm đang hiện tại tiền. 2. Vì thông đạt tạp nhiễm sắp hiện tại tiền. 3. Vì thông đạt vị không nhiễm ô. 4. Vì đẳng khởi tác ý đối trị. 5. Vì tác ý đối trị. Lại nữa, sao gọi là biết lượng? Đó là ở nơi việc ăn uống nhai nuốt cho đến nói rộng. Trong đây được thuyết 2 chủng tánh thuận theo đoạn. 1. Tánh thuận theo giữ gìn khéo biết lượng trong việc ăn uống nhai nếm thảy. 2. Tánh thuận theo tinh tấn, khéo biết lượng trong việc hoặc đi hoặc đứng cho đến nói rộng. Trong đây sao gọi là khéo biết lượng trong việc ăn, tức là đều khéo biết lượng trong việc thọ nhận và thọ dụng. Khéo biết lượng trong việc thọ nhận, tức là ở thời đây nên thọ, từ đây nên thọ, vật đây nên thọ, ngang đây nên thọ. Lúc nào nên thọ? Phần đầu ngày, vì lúc đây được thọ dụng. Từ đâu nên thọ? Trừ 5 chỗ không được đi đến. Vật nào nên thọ? Vật thanh tịnh mà Như Lai cho phép, trừ thịt rượu. Vật không nên ăn, không nên uống. Ngang đâu nên thọ? Biết lượng mà thọ, đừng để tổn mình tổn người. Khéo biết lượng trong việc thọ dụng, tức là như vật thực đã thọ nhận, vào lúc đây có thể thọ dụng. Như trước đã thuyết thì phần đầu ngày là lúc thọ dụng. Chốn nào có thể thọ dụng? Chốn yên ổn, hoặc ở đạo tràng, hoặc ở thôn xóm. Vật nào nên thọ dụng? Vật thanh tịnh như trước đã thuyết. Ngang đầu nên thọ dụng, khéo biết lượng khi thọ dụng. Đừng quá đói là, đừng trái với tùy thuận đoạn, đừng khiến tứ đại sanh khởi rối loạn. Sao gọi là ở nơi sinh tinh tấn khéo biết lượng, tức là ở lúc đây xứ đây sự đây, ngang đây nên sinh tinh tấn. Và lúc nào nên sinh tinh tấn, tức là lúc nên đi thì đi, cho đến lúc nên ngủ nghỉ thì ngủ nghỉ. Chỗ nào nên sinh tinh tấn? Hoặc ở rừng A Lan Nhã, hoặc ở đạo tràng, hoặc ở nội viện, hoặc chỗ kinh hành nên tu tinh tấn. Ở nơi sự nào nên tu tinh tấn, tức là cần đi cần đứng, cho đến cần ngủ nghỉ giải lao để xả mỏi mệt. Ngang đầu nên tu sở hữu tinh tấn, khéo biết lượng mà tu tinh tấn, đừng nhân đây khiến chìm quá hay cao hứng quá. Lại nữa, sao gọi là khéo biết chúng sát đế lợi? Khéo biết rõ chúng sát đế lợi danh như vậy, chủng tánh như vậy, dòng tộc như vậy, ăn như vậy, cho đến thọ lượng giới hạn như vậy. Như vậy khéo biết hết thảy chúng trưởng giả cư sĩ cũng vậy. Sao gọi là khéo biết chúng sa môn? Năng khéo biết kia có tên gọi như vậy. Đây là thiếu niên, đây là trưởng niên, đây là lão niên, đây là người trì kinh, cho đến đây là người năng trì luận, đây là thầy du già. Lại nữa, sao gọi là khéo biết? Đây là nơi ta nên đến đi, cho đến nên im lặng. Nếu nói lược về đây nên đi đến, cho đến nên im lặng. Như đây nên đi đến, cho đến nên im lặng. Vì việc gì nên đến chúng tại gia, cho đến nên im lặng, hoặc vì khất thực các vật nuôi thân, hoặc vì khiến người chưa tín được tín, đã tín, khiến tăng trưởng, hoặc vì thăm hỏi vấn an người trọng bệnh, gặp các khổ bức bách, hoặc vì khai tỏ, giải thông những người xấu yêu, hoặc vì chuyển khiến người oán đối, đấu tranh với nhau được hòa hảo, hoặc vì tùy thuận việc làm của người, hoặc vì được người khuyến thỉnh, hoặc vì thuận theo thần giáo, quỹ phạm, đồng phạm hạnh, hoặc vì làm việc của tăng, cho nên cần phải đi đến, cho đến nên im lặng. Sao gọi là khéo biết? Như đây nên đi, đứng đây như Thành Phản Địa đã thuyết. Sao gọi là khéo biết như vậy? Nên đứng, đã đi đến trước cửa nhà người rồi, không nên vào liền, không đi ở giữa cửa, phải đi lệch qua một bên, quan sát nếu không có nghi, sau mới thong thả bước vào đến nơi cần gặp, an trụ oai nghi đứng. Trước dùng lời thăm hỏi, dùng nhàn tươi vui xa lìa nhăn nhó, với dùng lời thân ái trình bày. Sao gọi là khéo biết? Như đây nên ngồi, như Phật đã khai mở cho phép tùy chỗ thích hợp như pháp mà ngồi, dụng tránh oai nghi đoan nghiêm mà ngồi. Sao gọi là khéo biết? Nên như vậy nói, khéo rõ biết như thời, như lý, như lượng, chất trực tịch tĩnh mà nói. Thời có ba chủng: một, vui nghe, chẳng phải không vui nghe. Không vui nghe là như có người hoặc bị đói, hoặc bị khát, hoặc thần mỏi mệt, hoặc bị gió nóng bức bách. Hai, như pháp an trụ oai nghi, không được phi oai nghi, như có người muốn vui nghe mà đứng là phi oai nghi. Phi oai nghi là không được đứng thuyết cho người đang ngồi, trừ người kia bị bệnh nặng. Tướng đây trong kinh biệt giải thoát đã rộng thuyết. Ba, tâm không nhiễm não, không được có tâm nhiễm não. Tâm nhiễm não là như có người tâm hốt hoảng, quẩn bách, đối với việc nghe kia càng tăng thêm khó nhọc, hoặc tán loạn, hoặc mờ tối, hoặc hoảng hốt, hoặc bị người sai khiển, hoặc kẻ gây nghiệp, hoặc kẻ giết hại, hoặc kẻ địch, hoặc kẻ oán. Lý có ba chủng, tức là được cầu thỉnh, như pháp cầu thỉnh, như lượng cầu thỉnh, mới vì tuyển thuyết, như pháp mà thuyết, vì nghĩa lợi mà thuyết. Do ba chủng tướng như lượng, một, không tạp không lạ mà có sở thuyết. Hai, tuyên thuyết tránh pháp văn cầu viên mãn. Ba, phạm chỗ tuyên thuyết không nặng ngôn từ, tức là không nặng dùng sở hữu ngôn từ để thuyết. Nếu có lời nói không dụng phí nghĩa, ở nơi phí nghĩa đây còn chẳng dụng ít, hà huống dụng nhiều. Tịch tĩnh cũng có ba chủng: một, oai nghi tịch tĩnh, Các càng tịch tĩnh không rối loạn cũng không cao cử, chỉ phần chẳng động thì mới thuyết. 2. Ngôn âm tịch tĩnh. Khi sở thuyết âm thanh không quá lớn, không quá gấp vội. 3. Tâm tịch tĩnh. Tuy bị xúc não cũng không sành tức giận mà thuyết. Huống là không bị xúc não, tâm không nhiễm ồ mà thuyết. Lời thuyết chất trực cũng có 3 chủng: dùng lời thuyết đúng thời, lời thuyết hợp lẽ, cho đến lúc thuyết tịch tĩnh, hoặc do tập quen từ trước, đánh giữ gìn nhuần nhuyễn mà thuyết, hoặc trong hiện pháp thường tu tập tác ý gia hạnh mà thuyết, hoặc do vui thích học xứ, do lực tư trạch tự điều phục mới có thể thuyết, và tất cả thời không giả dối hư vọng, hoặc ẩn hoặc hiển, lời nói không hai. Giả gọi là khéo biết nên im lặng, tức là khéo rõ biết, ở 5 lúc nên im lặng, 1 lúc đang thuyết. Nếu người nghe hiện tướng nói nàng tạp loạn, cố ý nói sang việc khác, bấy giờ người thuyết nên im lặng. 2 lúc đang thuyết, nếu người nghe kia ngắt lời ta không muốn nghe, bấy giờ người thuyết nên im lặng. 3 lúc đang thuyết, nếu người nghe khởi tâm cầu vượt quá, phát lời tranh tụng hiện tướng chống trái, bấy giờ người thuyết nên im lặng. 4 thí chủ đem y phục thức ăn đến thừa thỉnh, bấy giờ người thọ nên im lặng mà hứa khả. 5 có kẻ đề luận đến hiện tướng so tài, bấy giờ người thuyết nên im lặng, lắng nghe kẻ nói. Lại nữa, do bà tướng nên tự rõ biết đã có tầm tín cho đến là thiện nam tử. 1 do chỗ nương, 2 do tự tánh, 3 do thời phần. Do chỗ nương nên rõ biết đã có tầm tín, như thật biết sự việc ấy là chỗ nương của tín, tín duyên kia sanh, nên biết sự việc kia quyết định là chỗ đáng nương. Do tự tánh nên rõ biết đã có tầm tín, như thật biết chỗ có tín phẩm hạ trùng thượng sai biệt. Do thời phần nên rõ biết đã có tầm tín, như thật biết ta ở thời nọ đã được tín. Nhờ rõ biết tín thì giới biện về sau đều nên rõ biết. Trong đây tín là chi thú nhập, giới là đã nhập chi samatha, văn là chi tỷ bát xá na, xả là tương đương chi samatha tỷ bát xá na, tuệ bên trong do từ mà thành, và thuận theo người dạy trao dạy răn là năng nhiếp thọ trì samatha tỷ bát xá na. Được đây nên chứng samatha tỷ bát xá na và năng chứng đắc quả xá môn. Ở nơi các nghĩa thảm sâu vi tế mà mình chứng đắc, có người muốn biết nhưng sanh nghi hoặc, vì đoạn nghi của người nên như điều sở chứng của mình, vì họ tuyên thuyết, lại vì hàng phục các luận đối địch nên phải biện trạch. Lại lúc người phát khởi thần ngữ tà hạnh, cần tu tập nhiếp lấy tánh thiện nam tử nhu hòa nhẫn nhục. Lại nữa, do 3 nhân duyên phát sanh bất tín: 1 do không tránh biết công đức đảm bảo, 2 do hành kiến ngoại đạo, 3 do chưa gặp một trong 3 chủng toàn biến của chư Phật và thánh đệ tử khiến được điều phục. Lại nữa, do 3 nhân duyên không thể đến ở chốn tịch tĩnh: 1 vì chấp chặt phóng dật cùng với giải đãi, 2 vì nhiều sự nghiệp, 3 vì tin tưởng thuận theo người. Lại nữa, do 3 nhân duyên tánh không lui tới giao thiệp tốt với người: 1 vì tánh không sợ, 2 vì tánh cao mạn, 3 vì nương văn tự. Do 3 nhân duyên tánh không thân cận tốt với người: 1 vì tánh không khéo giao tiếp, 2 vì tánh ruộng phí phước, 3 vì không thật vui muốn. Do 3 nhân duyên tánh không thưa hỏi thân thiện với người: 1 vì ở nơi pháp bất thiện, 2 vì ở nơi nghĩa bất thiện, 3 vì ở nơi cả hai bất thiện trên. Do 3 nhân duyên không thể lắng tâm nghe: 1 vì nhiều tầm tứ, 2 vì nhiều công việc, 3 vì nhiều truyền cái tạp nhiễm tâm. Do 3 nhân duyên tánh không thể quyết định giữ gìn: 1 vì không lắng nghe, 2 vì lắng nghe điều ác, 3 vì tuệ thắng tuệ bị khuất lấp. Do 3 nhân duyên tánh không thể quan sát các pháp: 1 vì vui đắm hí luận, 2 vì vui thích nơi ồn náo, 3 vì không thành tựu tuệ quan sát thẳm sâu. Do 3 nhân duyên tánh không thể tùy pháp hành pháp: 1 vì đoái tiếc thân mạng, 2 vì đoái tiếc thân mạng được tăng thượng nên vui tham trước lợi dưỡng, 3 vì vui đắm cùng kính. Do 3 nhân duyên không vui tu hành hạnh lợi tha: 1 vì tánh là chủng tánh hạ liệt, 2 vì bi mỏng yếu, 3 vì không có thế lực. Như vậy tướng phẩm bạch thì trái với các tướng trên. Lại nữa, các thánh đệ tử chẳng phải một chủng mà chủng chủng du hí quan sát các chốn kỳ lạ, đó là du hí quan sát sông biển, du hí quan sát núi hàng, du hí quan sát quỷ thú, hết thảy loại như vậy là chủng chủng sự du hí quan sát khá có thể được. Hỏi: do nhân duyên nào các đại thành văn đã đắc thần thông? mà đến quỷ thú để hỏi các quỷ về nghiệp báo đời trước của chúng, vì tự trưởng nghi hay vì nhiễu ích chúng sanh. Nếu vì tự trưởng nghi thì không đúng đạo lý đối với người đã đắc thần thông. Nếu vì nhiễu ích chúng sanh thì nên thuyết nhiễu ích chúng sanh thế nào? Đáp vì nhiễu ích chúng sanh, tức là muốn nhiễu ích các ngạ quỷ đây và các chúng sanh khác. Vì cớ sao? Do lực thần thông khiến các ngạ quỷ tự nhớ nhiều đời trước, tự nói ác nghiệp sầu não mà thân xưa kia đã về tạo, nên sanh nhàm chán hối hận. Nhân đây vì chúng thuyết pháp khiến lãnh ngộ, cho nên nhanh chóng lìa quỷ thú. Như vậy gọi là nhiều ích các quỷ. Các đại thành văn đã đắc thần thông, nghe kia nói về trùng trùng ác nghiệp. Đời trước thọ quả địa ngục không đáng vui thích, liền trở lại nhân gian chuyển chuyển dạy bảo. Người được nghe rồi sanh tâm chán lìa đoạn ác tù thiện, như vậy gọi là lợi ích chúng sanh khác. Lại nữa, do 6 trùng tướng nên biết các sắc dục hành gọi là thô. Sao gọi là 6 tướng nên nói kia là thô? 1. Chúng nhiều nên thô. 2. Chỉ nặng nên thô. 3. Bất tịnh nên thô. 4. Can cường nên thô. 5. Biến hoại nên thô. 6. Không tùy tâm chuyển nên thô. Ở địa đây Văn Quyết Trạch còn lại không hiển nói thêm. Lại phần độc giác địa Văn Quyết Trạch cũng không hiển nói thêm.